Yo, hello nha, chào mọi người, chào quay trở lại với channel của mình nhà mình đây từ từ đường phố đấy các bạn nha. Chơi nhiều game hay tạo tài chiến nhà mình đây từ từ đường phố đấy các bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video về online xe thì đăng kênh nhưng phí phạm mình chiến nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày nay, tiếp tục một series tặng con đen kíp cốt bù su mới cho anh em các bạn. Ok, và lần này mong rằng anh em sẽ tham gia đầy đủ và đúng theo thể lệ để có thể nhận được quà nha các bạn. Đúng thật sự là một tuần điểm qua các bạn, chỉ vui nhất là ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật cho anh em, qua đến thứ hai là lại buồn. Đây, game mới phát quả boss anh em nhận chưa? Qua đến ngày hôm nay chúng ta gần như là chả có gì để nghịch nữa các bạn. Thật sự luôn, tôi cảm thấy gần như ngày hôm nay tôi không có một cái gì, không biết là nên làm gì tầm này các bạn, kiểu không biết nên làm gì tầm này, mình nên làm gì nâng gì tầm này anh em. Hết cái rồi, còn gì đâu lâng, còn gì đâu chơi. Buồn thật sự ạ, nên là thôi, hôm nay lại tổ chức event cho anh em chơi ạ. Đây là một mini game tặng code của Su cho anh em nhé. Ok, tỷ lệ tham gia thì vẫn như thường xuyên thôi, anh em like share, đăng ký kênh, like share video lên Facebook dạng công khai anh em nhé. Sau đó đăng ký kênh và xuống phần comment. Ok, comment hôm nay thì đơn giản thôi, ai là sư phụ của Luffy trong 25 tham kít kèm theo tên Facebook của các bạn nhé. Ok, sau tôi sẽ random và tìm ra người trúng giải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đảo bánh và đấu trường Corinda anh em. Trận mới đã bắt đầu mở rồi anh em, nên là chúng ta đi xem nào. Thảo này đồ ngon em nhỉ, hay để anh nổ ra hơn ta, cho nổ ra bữa đi anh em, đâu rồi nổ đi. Ok, nổ lắm rồi nổ đi các bạn. Đầu tiên có thêm xu vòng quay để quẩy sự kiện luôn các bạn, nó cũng đúng lúc anh em đang cần, đâu có xu vòng quay quẩy sự kiện. Đúng rồi, đồ không ăn thua anh em. Ok, búc máu nào, tiếp nào, dầu đen đâu, đen nào, tiếp tục anh em, lên nào, thể máy tôi vẫn chưa đánh qua được map 600 các bạn, biết ở đây có anh em đánh qua được map 600 chưa, tôi vẫn chưa qua được 600 các bạn, bữa đây được đỉnh điểm đó là 599 các bạn, nên 599 thì đứng lại. Rồi xong rồi, lại qua rồi, để đơn hạo anh em, lại đến đây anh hạo, biết anh hạo có lên được 70 không, quên lên được 80 không? Anh Hạo lên tầm 80 các bạn. Úi trời ơi, 70. Đấy, vừa nói xong các bạn, đấy vừa rất lời ạ, đến 70 rồi ạ. Còn lại anh ba xử lý nốt ạ. Anh ba thì đến tầm bao nhiêu? Qua được 80 không nữa. 76. 78. 79. Vàng luôn các bạn. Thôi mua đồ nào, mua đồ là anh em, mua mua nào,
Mà nhớ để xong ván này tôi ra đổi lại cái meta cho cháu Kuma anh em. Chắc mà tôi đổi lại cái meta cho cháu Kuma. Qua ông anh tôi vốn vừa nhắc không mà là Kuma dùng meta khác em ạ, không dùng meta đấy được đâu. Cứ lên là có thôi các bạn, lên là có. Ok kìa kìa kìa, tí nữa động vào con đấy nữa anh em. Toàn thế nhờ, toàn thế nhờ, toàn thế nhờ, toàn thế nhờ. Kìa toàn thế. Ok, 1.800 các bạn. Cũng không còn thua lắm. Ok nhưng thôi, clip ngày hôm nay cho anh em, tôi cũng xin phép thu anh em tại đây nhé. Hẹn gặp mọi người ở tiếp theo, cảm ơn dõi video kênh Từ Từ Đường Phố rất nhiều. Và chúc anh em tham gia event tặng mini game tặng code mới của kênh vui vẻ nhé. Ok, giờ thì bye bye.